Liên quan đến vụ việc một tài xế lái xe taxi bị hành hung sau mâu thuẫn giao thông ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào chiều ngày 10 tháng 5 vừa qua, công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công an quận Nam Từ Liêm làm rõ vụ việc, ai sai phạm đến đâu xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật, không bao che. Ngay trong sáng nay, công an quận Nam Từ Liêm đã có báo cáo vụ tài xế taxi hãng Mai Linh bị hành hung sau mâu thuẫn giao thông ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội lên công an thành phố Hà Nội. Với quan điểm của lãnh đạo công an quận Nam Từ Liêm, trong vụ việc là sai đến đâu, xử lý đến đó theo đúng pháp luật. Đơn vị này cũng cho biết hiện tại xế điểm đang nằm viện không đến làm việc với cơ quan công an, do vậy cơ quan công an sẽ cử cán bộ tới làm việc với tài xế điểm.